trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Là Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2017, ngày ta tôi gọi là ngày 25 tháng 3 năm Đinh Dậu và người ta gọi là ngày Mậu Dần tháng Giáp Thìn. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ này thì chúng ta có thứ nhất là hôm nay ngày Mậu Dần đến ngày Kỷ Mão, đến ngày Canh Thìn, đến ngày Tân Tỵ, đến ngày Nhâm Ngọ và đến ngày Quý Mão. Kính thưa quý vị, trong tuần lễ này thì thứ nhất là ngày hôm nay và ngày mai là hai ngày rất là xấu. Quý vị không nên có những cái cuộc đàm thoại hay là business hay là cái gì phát triển về kinh doanh, phải lên cẩn trọng và chỉ được tốt vào hai ngày cuối của tuần, đó là ngày 24 và ngày 25 tháng 4. Đó là hai ngày nó tương đối tốt để mà chúng ta phát triển cũng như là chúng ta giao tế để mà phát triển về kinh tế là như vậy. Đó là cái tuần lễ của chúng ta trong tuần này. Xin quý vị nhớ rằng là hai ngày đầu tiên, tức là ngày Mậu Dần và ngày Kỷ Mão là hai ngày rất là xấu, tức là ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Chúng ta không nên đi đâu xa hoặc là không nên bàn cãi về vấn đề kinh doanh phát triển hay là hôn thú, cưới hỏi v.v. Chúng ta phải chờ đến ngày 24 dương lịch và ngày 25 dương lịch thì mọi sự đàm đoại, nói chuyện về vấn đề kinh tế cũng như là cưới hỏi rất là tốt đẹp cho ngày 24 và ngày 25. Kính thưa quý vị, mỗi một tuần lễ chúng ta có một chủ đề để bàn về tử vi và số mệnh của con người. Chúng ta biết rằng là chúng ta có ba nhân vật, đó là ông Donald Trump, ông Putin và ông Tập Cận Bình. Đó là ba nhân vật có sức mạnh nhất để có thể làm thay đổi được vấn đề của thế giới. Ba người này là, quý vị đều biết rằng là ông Donald Trump là tổng thống của nước Mỹ của chúng ta và ông Tập Cận Bình là chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Cộng và ông Putin là của nước Nga. Và ba nhân vật này là ba nhân vật có quyền lực nhất thì như thế. Số mệnh của họ, vận hàng của ba nhân vật này, cuộc đời như thế nào, có sự thăng trầm thay đổi đều ảnh hưởng đến trái đất. Và nhất là ông Donald Trump, vận mệnh cũng như thế nào, thành công như thế nào, sức khỏe cũng như thế nào đều ảnh hưởng đến đất nước Mỹ và ảnh hưởng đến chúng ta. Nói chung rằng là mỗi một người mà lãnh đạo của một đất nước, đó là cái linh hồn, là cái tinh thần của đất nước đó. Nếu linh hồn và tinh thần của đất nước đó vững mạnh và thăng tiến thì đất nước sẽ có nhiều cái cơ hội để mà thăng tiến và vững mạnh lên, vân vân. Và như chúng ta nếu mà để xét về cái căn màng của một nhân vật nào đó thì chúng ta cần biết đến vấn đề tôi gọi là ngũ hành nạp âm, tức là cái hành màng của người đó. Ông Donald Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946, ông có màng hành thổ. Và ông Putin, ông sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952, ông có hành thủy. Và ông Tập Cận Bình sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953, ông có hành thủy. Kính thưa quý vị, trong nguyên lý ngũ hành của nạp âm đó và cũng như ngũ hành của ngũ hành chính ở ngoài đó thì thổ nó khắc thủy. Chúng ta thấy rằng đây là ý của trời. Khi ông Donald Trump lên thì ông có hành thổ, ông sẽ khắc chế ông Putin được và cũng như khắc chế ông Tập Cận Bình được. Như chúng ta thấy rồi, cuộc đàm thoại giữa ông Putin và các nhân vật, nhất là khi gặp ông đối thoại với ông Donald Trump thì cũng rất là e dè. Đặc biệt là ông Tập Cận Bình khi có sự nói chuyện về vấn đề mậu dịch cũng như Bắc Hàn đó, ông rất là dè dặt và rất là nhẹ nhàng khi mà ứng xử với ông Donald Trump. Chính vì thế, hôm nay chúng ta có chủ đề của chúng ta hôm nay nói về khắc mệnh, khắc tinh và hợp mệnh với truyền tinh. Chúng tôi sẽ trình bày đến vấn đề khắc mệnh, khắc tinh, hợp mệnh, hợp mệnh, truyền tinh trong phần 2 và phần 3. Và bây giờ thì như quý vị hiểu rằng là chúng ta có một cái phần giảng giải lá số tử vi. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Sau đó chúng ta sẽ nói đến phần thứ hai, thứ ba, thứ tư của chương trình về vấn đề khắc mệnh như thế nào, kỵ tinh và khắc tinh như thế nào, hợp mệnh và truyền tinh như thế nào. Tôi xin phép
Xin quý vị gọi vào số 714-893-3264. Quý vị sẽ được giải đó số tử vi của mình. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1953. Rồi, tôi xin lặp lại ngày 8 tháng 4 năm 1953 và sinh vào lúc mấy giờ? 11:30 tối. 11 giờ. Hoàng này sanh tại Pháp, lấy đúng giờ luôn á thầy ơi, không biết có về lui là giờ không? 11:30 tại Pháp, 11:30 tức là tháng 4 chưa sao, người này sẽ lấy vào giờ Tý, nha, giờ Tý. Đúng rồi, và... tôi nghĩ vậy. Sinh tại Pháp, cô ở đây là người Pháp hay người Việt hay là người thế nào? Và ông này là người Pháp ạ. À. Người Pháp, rồi cô gọi từ đâu tới vậy? Dạ, con gọi từ Pháp tới. Ồ, người đầu tiên là gọi từ Pháp với. Tôi xin phép trình bày lá số của cái người nam này như sau. Người nam này đó thì sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1953 và giờ Tý. Tại 11:30, ông này chưa vào cái day save time, cho nên là tôi xin bày số mệnh của người ông này như sau. Ông này là người có thiên phủ ngồi song hao thiên khôi. Đây là cái người thứ nhất là thiên phủ được quản trị về tiền bạc tài chánh, business buôn bán, và ông là cái người tiền bạc của ông thì tương đối thành công đó nha. Ông là cái người tốt và làm việc rất là giỏi. Chỉ có điều duy nhất là cái cung con lộc của ông ngộ không kiếp của thiên mã, thành tựu ông phải đổi thay cái sự nghiệp, đổi thay cái business thường xuyên. Số của ông này đó thì thời gian mà ông làm việc mà thành tựu nhất là mà biến hóa nhất đó là khi ông vào tới 25 tuổi tới 35 tuổi. Bây giờ năm nay đã 65 tuổi, ông vào cái giai đoạn tôi gọi là kim mệnh thủy về kim. Đây là người tương đối khá giàu có, nhưng mà lấy một người vợ rất là dở và gặp nhiều khó khăn về người vợ. Sơ lược số mệnh là như thế. Tôi xin phép qua người kế tiếp. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo, chị sinh 22 tháng 11 năm 7. Ngày 22 tháng 11 năm 1957. Ngày âm 1 cùng 1 tháng 10. Không nói ngày dương lịch, ngày 22 tháng 11 năm 1957 sinh vào lúc mấy giờ ạ? 1 giờ khuya. Một giờ khuya cô có khả năng sinh vào giờ Sửu. Dậu chứ, tôi tuổi dậu mà. 1 giờ khuya, nếu mà cô tuổi dậu thì như thế là cô phải sinh vào giờ khác nhé. Cô năm dậu. 1 giờ khuya mà mùng 1 tháng 10 âm lịch á. Cô sinh vào 1957, cô là tuổi dậu nhưng mà cô sinh vào 1 giờ khuya. Được rồi, tôi sẽ nói lá số của cô sau. Bây giờ cô lắng nghe cái số mệnh của cô này. Ok. Cô là người nữ có mệnh thiên đồng và không kiếp, khôi quyền mã đó. Đây là người nữ mà cuộc đời lúc nào cũng lo lắng, cũng chạy ngược chạy xuôi, lo việc này việc kia, kinh khủng lắm, không có yên tâm, không có bình an đâu nha. Tiền bạc thì lúc nào cũng lo lắng, sợ mà nghèo, sợ. Và đường danh lộc của cô thì vô tín diệu, không có gì phát triển cả. Cô bắt đầu có chồng nha. Có chồng khi cô bắt đầu vào tuổi 23 tuổi trở đi. Và sau đó đó thì cô phải cuộc đời cô đi xuống lại. Cô đi xuống lại bởi gặp cái chuyện sinh con. Thì sinh con ít thôi, sinh 1-2 đứa thôi nhá. Và đường tiến thân trên đời thì không có gì cả. Nhưng bởi vì cô về hỏa cuối đời của cô là người tương đối sức khỏe tốt và tài lộc trung bình nha. Chúc cô may mắn. Cô là người lành tốt lắm nha. Bởi vì mệnh thiên đồng và không kiếp, quyền mã lên cuộc đời không có an định, lo việc này hết việc kia, lo chạy việc này việc nọ là như thế nha. Và trong phần của chúng ta trên đài Digital Sài Gòn TV, chúng tôi chỉ nói về số mệnh định mệnh của người với những người có giờ sanh và ngày tháng dương lịch rõ ràng. Xin hẹn quý vị vào phần kế tiếp, bởi vì chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn quý vị trong giây lát. Xin chào quý vị.